Hello, chào các bạn. Lâu lắm rồi không ra phố làm video, hôm nay trời đẹp quá. Xuân sắp về rồi. Thật ra Xuân đã về rồi chứ. Nhưng mà nó rét lòi tù và ra các bạn ạ. Rét ơi là rét, nhìn mình quấn khăn đủ các thể loại. Trời đẹp quá. Và hôm nay chúng mình sẽ nói về chủ đề: liệu các bạn có cơ hội tìm việc làm ở Đức mà không có tiếng Đức hay không? Và bây giờ mình sẽ đi lên chỗ Spargenburg, đặc sản của thành phố của mình. Trời đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá, nhìn trời châu Âu đẹp không? Trời Đức đẹp không? Nào, có ai muốn sang Đức không? Không cần tiếng Đức cũng xin được việc làm. Không cần tiếng Đức cũng có việc làm ở Đức, tin không? Ok, lấy cái mắt los. Để có được một công việc ở bên Đức thì hiển nhiên các bạn phải cần cái gì? Các bạn phải cần ngoại ngữ đúng không? Đã ra nước ngoài rồi thì các bạn ít nhất cũng phải biết tiếng Anh, chứ không thể nào mà lôi cái tiếng Việt của mình đi ra nước ngoài để xin việc được. Bao nhiêu nước nói tiếng Việt đâu? Có mỗi nước mình nói tiếng Việt, nên là các bạn phải có ít nhất là có tiếng Anh. Mà khi các bạn có tiếng Anh rồi thì sang đây có rất nhiều cơ hội để cho các bạn có thể xin được việc. Hơn 10 triệu người nước ngoài đang sống và làm việc ở Đức. Có nghĩa là nếu các bạn có biết tiếng Anh thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để có thể giao tiếp được với họ. Cho các bạn suy nghĩ vài giây, những công việc nào mà bắt buộc các bạn phải có tiếng Đức? Khi mà các bạn nhìn những cái Anzeiger hay là những cái Stellenangebot ở trên các trang web ấy, thì bao giờ các bạn cũng thấy là người ta có đòi hỏi tiếng Đức. Tuy nhiên thì một số ngành nghề người ta sẽ không đòi hỏi các bạn phải có tiếng Đức đâu. Người ta chỉ ghi như thế thôi. Phụ thuộc vào tính chất công việc của các bạn như thế nào mà các bạn phải có tiếng Đức. Còn lại là các bạn có tiếng Anh là các bạn đã có rất nhiều cơ hội rồi. Vừa leo dốc vừa nói mệt quá. Mình sẽ phải nghỉ một chút. Ôi thôi. Mình ghét nhất là chạy bộ các bạn ạ. Mà nhất là leo cầu thang các kiểu ấy. Vừa leo vừa nói này mệt quá. Mình sẽ dừng lại một chút nha. My God. Nếu các bạn chỉ có mỗi tiếng Việt không thôi mà muốn sang bên Đức làm, thì thôi các bạn nên dành thời gian ở nhà để học tiếng Anh hoặc là học tiếng Đức. Vì mang sang đây cái tiếng Việt ấy, trừ khi là các bạn có người quen, các bạn có một cái vị trí nào đó sẵn ở nhà rồi, thì các bạn may ra mới có cơ hội để mà sử dụng mỗi tiếng Việt mà không cần phải tiếng Anh hay tiếng Đức. Còn nếu mà các bạn nào mà chỉ muốn mang cái tiếng Việt của mình để sang nước ngoài làm việc ấy, thì thôi các bạn ở nhà cho nhanh, đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền. Còn nếu mà bạn nào mà đã có tiếng Anh rồi nhưng mà vẫn lo sợ là không biết mà mình có kiếm được việc hay không, thì cái video này có lẽ sẽ có ích đối với các bạn. Ra đây có rất là nhiều người mà mình rất là ngại. Nhưng mà vì cái background của nó rất là đẹp nên là mình sẽ chấp nhận ngồi đây. Trời quá. Này đội chỉnh sửa này. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái vị trí và cái công việc mà các bạn muốn làm là gì. Từ nãy đến giờ thì các bạn đã nghĩ được những cái công việc nào mà phải cần tiếng Đức chưa? Nghĩa là khi mà các bạn cần làm những cái công việc mà phải giao tiếp đến khách hàng hay là phải chăm sóc những người Đức chẳng hạn. Ví dụ như là Krankenpfleger chẳng hạn, nghĩa là các bạn làm điều dưỡng viên, hoặc là ví dụ các bạn làm trong ngành nhà hàng khách sạn chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn phải giao tiếp với khách hàng mà đa phần thì các bạn sẽ gặp là người Đức, trừ khi các bạn làm trong một cái nhà hàng rất là lớn, có rất nhiều khách đến từ các nước khác nhau và cũng sẽ có những đồng nghiệp nói tiếng Anh, thì các bạn có thể là có nhiều cơ hội hơn ở trong cái ngành nhà hàng khách sạn này. Còn hiển nhiên tùy vào trong cái vị trí mà các bạn muốn làm. Ví dụ cùng là ở trong nhà hàng khách sạn nhưng mà các bạn muốn làm ở trong khu vực rửa bát hay là khu vực nấu nướng chẳng hạn, thì đôi khi nấu nướng thì các bạn vẫn phải biết tiếng Đức nhé. Các bạn mà làm rửa bát chẳng hạn hoặc là dọn dẹp thì có khi các bạn cũng không cần phải có tiếng Đức, hay là chỉ cần biết một chút thôi là các bạn cũng có thể có một công việc ở đó rồi. Công việc gì nữa bắt buộc các bạn phải cần tiếng Đức, mà thậm chí là phải rất là giỏi? Làm luật sư, đúng không? Các bạn có những bạn ở nhà học luật mà muốn sang đây làm về luật chẳng hạn thì hiển nhiên các bạn phải rất giỏi tiếng Đức rồi. Tiếp theo là làm bán hàng, làm sale. Ví dụ như các bạn làm ở trong ngành IT nhưng các bạn lại làm ở trong lĩnh vực là bán hàng chẳng hạn, thì hiển nhiên các bạn phải biết tiếng Đức. Kế toán, những người tham gia tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Đức như mình chẳng hạn, thì hiển nhiên phải có một cái vốn tiếng Đức rất là tốt rồi thì các bạn mới có một cái vị trí nào đó ở trong cái lĩnh vực này. Và tất nhiên là phần lớn những cái công việc ở bên này thì người ta đều phải đòi hỏi tiếng Đức ở cái trình độ thật sự là phải C1 trở lên, nghĩa là về cái bằng cấp là C1 nhưng thực tế có khi nó còn cao hơn thế. Vậy thì những công việc nào mà không đòi hỏi
tiếng Đức. Chẳng hạn như là các bạn làm ở trong social media chẳng hạn, các bạn làm ở các cái lĩnh vực như là IT, các bạn làm cơ khí, có thể là kiến trúc sư, nghĩa là những cái ngành nghề mà các bạn ít phải giao tiếp, hoặc là những các bạn làm trong cái lĩnh vực như digital chẳng hạn, digital marketing, các bạn làm phát triển phần mềm thì các bạn đâu cần phải có tiếng Đức giỏi đâu, các bạn chỉ cần có một vốn tiếng Anh khá là đủ là các bạn có thể làm được cái công việc của mình rồi. Nhiều cái công ty IT ấy, người ta vẫn cần có tiếng Đức ít nhất là từ C1 trở lên, nó rất là tùy vào cái vị trí các bạn làm là gì. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể làm ở cái vị trí gọi là tư vấn viên, tư vấn cho những sinh viên hay là những người nước ngoài, cho expats ấy. Cái những cái vị trí mà các bạn cần phải gặp những người khách nước ngoài nói tiếng Anh. Đấy, những cái công việc như thế thì người ta lúc nào cũng cần, và ở Đức cũng cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Các bạn đâu cần phải có tiếng Đức đâu. Thật ra là mình vẫn luôn cảnh báo là luôn cần phải có. Đấy là cái lợi thế của các bạn ạ. Khi mà các bạn search cái công việc đấy ra, các bạn sẽ thấy là người ta hay yêu cầu có tiếng Đức hoặc tiếng Anh, thậm chí là tiếng Đức và tiếng Anh. Người ta tuy là ở đâu các bạn cũng sẽ thấy cần phải có tiếng Đức từ C1 trở lên, tuy nhiên thì có nhiều vị trí người ta chỉ ghi thế thôi, nhưng mà thực tế thì người ta chỉ cần có mỗi tiếng Anh chẳng hạn như vậy. Và điều thứ hai, các bạn nên chọn những cái thành phố mà các bạn muốn xin việc. Thành phố càng to thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thành phố càng to thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều người nước ngoài đến từ các nước khác nhau, và người ta sẽ nói tiếng Anh. Ở những cái thành phố to như vậy thì thường là kiểu multi-culti, nghĩa là đa chủng tộc, phải không? Nên là các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn và chỉ cần sử dụng tiếng Anh của mình. Và đôi khi là các bạn cũng có thể tìm những công ty mà người ta chỉ cần tiếng Việt. Tuy nhiên thì nếu mà chỉ cần tiếng Việt 100% ấy, thì mình nghĩ là cũng hơi khó, trừ khi là các bạn làm ở trong nhà hàng Việt. Đấy, rồi là các bạn nấu nướng, làm bếp thì có khi là các bạn chỉ cần tiếng Việt cũng có thể sống sót được. Ví dụ như là các bạn thử lên các cái trang web tìm việc ở Đức mà các bạn search cái công việc đấy ra một cái là các bạn có thể nhìn thấy những cái trang web đấy luôn. Ví dụ như là Monster, Pungde chẳng hạn, hay là Stepstone chẳng hạn, là LinkedIn. Khi mà các bạn đến những cái thành phố lớn như là Berlin này, Hamburg này, München này, Düsseldorf này, hay là Köln chẳng hạn, hoặc là Frankfurt. Frankfurt là gọi là thủ đô nền kinh tế nước Đức rồi. Đó là trụ sở của rất là nhiều ngân hàng lớn ở Đức. Vietinbank cũng ở Frankfurt đấy. Rồi là Berlin. Berlin thì ở đấy thì đúng là multi-culti rồi, nó thủ đô của nước Đức, cơ hội nghề nghiệp thì đầy luôn. Tiếp theo là Düsseldorf. Düsseldorf là một cái thành phố mình thấy rất là bunt, nó rất là màu sắc ấy, có rất là nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, và đặc biệt là khu đấy mình cảm thấy là tập trung rất là nhiều người châu Á luôn, mà ở đấy lại có rất nhiều các cái lễ hội. Ở Düsseldorf thì các bạn có thể tìm được những công việc liên quan đến IT này, kể cả ngân hàng cũng có này, đặc biệt là những cái công việc mà liên quan đến truyền thông về văn hóa thì ở Düsseldorf là cái nơi mà các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra thì ở Hamburg cũng là một cái thành phố rất là màu mỡ cho các bạn để các bạn có thể xin việc. Ở đấy thì cơ hội làm việc cực kỳ nhiều luôn, tuy nhiên thì nó cũng sẽ đắt đỏ. Ở München cũng có rất nhiều cơ hội cho các bạn. Các bạn mà xin việc ở những cái thành phố lớn thì các bạn sẽ càng có nhiều cái cơ hội làm việc hơn, thì cái đấy thì rõ ràng rồi đúng không? Tuy nhiên thì ở những cái thành phố lớn như thế thì các bạn sẽ phải trả tiền nhà cao hơn và cái chi phí sinh hoạt nó cũng sẽ cao hơn, thì các bạn cần phải cân nhắc. Ở trong cái video tới mình sẽ làm một cái video về những cái thành phố đáng sống ở nước Đức. Các bạn nào mà chưa subscribe ủng hộ mình thì các bạn có thể subscribe để chờ đón cái video lần sau. Tiếp theo, để có một cái cơ hội làm việc ở Đức hay ở bất cứ đâu mà các bạn muốn gây ấn tượng cho người tuyển dụng thì các bạn cần phải có một cái CV đẹp đúng không? CV đẹp ở đây không chỉ là nói về cái quá trình học tập đi làm kinh nghiệm của các bạn mà còn cái form của nó nữa. Ví dụ như cái CV như thế này. Đây là những cái form gọi là form chuẩn ở Đức. Thật sự là nhìn những cái form như này nó rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Thì mình sẽ để một số những cái link mà có những cái mẫu form CV cho các bạn ở phía dưới nhé. Để mà nói về cái kinh nghiệm mà đi làm, đi xin phỏng vấn của mình ý, thì cái CV mà mình làm ngày xưa nó không được đẹp như bây giờ. Mình cũng thấy rất là xấu hổ khi nộp cái CV ngày đấy. Và mình để cái CV khá là sơ sài, nghĩa là nhìn nó không đẹp như những cái CV mà mình cho các bạn xem ở đây. Có lẽ là bởi vì cái ảnh của mình nhìn mình nó rất là thiện cảm, cộng thêm nữa là bằng cấp quá là đầy đủ và kinh nghiệm cũng quá là thừa thãi, nên là mình có cơ hội. Ví dụ như những bạn nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm chẳng hạn, hay là ít bằng cấp, thì các bạn phải bù vào những cái khác đúng không? Bởi vì là mình có bằng cấp
giấy tờ rồi là kinh nghiệm nhiều, nên là cái CV của mình có hơi xấu một tí thì mình vẫn có cơ hội lọt vào trong vòng phỏng vấn. Nhưng mà các bạn đừng làm như mình. Mình không dám show cái CV của mình ra, nhưng mình tự nhận là cái CV của mình rất là xấu các bạn ạ. Nếu mà các bạn đang không biết là mình có đủ khả năng hay không, mình không đủ giỏi, rồi là rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, thì các bạn nên nghĩ rằng là khi mà đi xin việc và khi người ta tuyển việc ấy, thì đa phần là người ta sẽ chọn những người phù hợp nhất, chứ không phải là những người giỏi nhất. Những người giỏi nhất chưa chắc đã là những người phù hợp nhất. Các bạn hiểu ý mình không? Nghĩa là có những người rất là giỏi, nhưng mà sếp thấy những cái người giỏi như vậy, có bằng cấp như vậy, không phù hợp với cái vị trí mà họ đang làm, hay là không phù hợp với cái tiêu chí của cái công ty đó, thì hiển nhiên là người ta cũng sẽ không được nhận rồi. Đấy, nên là các bạn mà nghĩ rằng là trời ơi, ở nước ngoài rồi tiếng mình không phải là giỏi tiếng Anh, mình không phải là giỏi tiếng Đức, mình không phải là giỏi, bằng cấp thì cũng không phải là nhiều chẳng hạn, thì các bạn cứ apply thôi, các bạn cứ nộp đơn, nộp thật nhiều các bạn ạ. Các bạn nộp cho nó khoảng tầm 30, 50, 100 công ty đi, thì kiểu gì bạn cũng được một công ty chọn. Mình lấy mình là một ví dụ đi, mình ở đây là dạy tiếng Đức cho người nước ngoài, và mình dạy từ lúc mà mình sang đây khoảng tầm 5-6 tháng. Khi mà mình sang đây thì mình nghĩ là tiếng Đức của mình đâu có gì là đặc biệt đâu, ok nó cũng là tốt, nhưng mà để mà đi dạy người nước ngoài ở đây thì mình không hề tự tin một chút nào cả. Lúc mà mình đi làm ở một nhà hàng người Trung Quốc, thế bà bảo là sao mày không đi dạy tiếng Đức đi, thế là mình mới bảo là ôi tiếng Đức tôi như này ai mà học tôi. Thế bà bảo không, tiếng Đức của mày rất là tốt, mày nên đi dạy đi, người ta rất là cần, bởi vì có nhiều người tị nạn lập 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 đồ. Thế bắt đầu mình mới xin, và mình xin đi phỏng vấn thì mình được nhận dạy luôn. Và nếu mà mình để bảo là mình có giỏi tiếng Đức như những người Đức, nghĩa là những giáo viên dạy tiếng Đức người Đức không, thì mình không dám tự tin là mình giỏi như người ta hay là hơn người ta. Nhưng mà để cho cái vị trí là mình có dạy được từ A1 cho đến C1 không, thì mình tự tin là mình dạy được. Và hiển nhiên người tuyển dụng phải thấy là mình phù hợp và mình có khả năng dạy được những cái lớp từ A1 đến C1 thì người ta mới tuyển mình, đúng không? Không nhất thiết là mình phải giỏi như người Đức. Nghĩa là thật ra là người Đức người ta sinh ra và lớn lên ở đây thì hiển nhiên tiếng Đức người ta phải ổn rồi, đúng không? Nên là cái chuyện so sánh người nước ngoài mà nói có giỏi như người bản xứ không là một cái chuyện không thể. Mình cũng như các bạn thôi, mình cũng học từ Việt Nam và sang đây du học, sau đó xin việc ở đây. Và có những người Đức là giáo viên tiếng Đức, người ta cũng bị sa thải, bởi vì người ta không phù hợp với cái việc dạy tiếng Đức, người ta không phù hợp với tiêu chí của công ty. Bây giờ nói là đi dạy tiếng Đức thì chỉ có người Đức mới dạy được thôi, thì những cái người nước ngoài học tiếng Đức như mình chỉ có về nước hết. Nên là các bạn sang đây xin việc, các bạn cứ tự tin lên, người ta sẽ tìm người phù hợp nhất chứ không phải là người giỏi nhất. Chẳng may mà các bạn đi phỏng vấn mà các bạn bị trượt ấy, chưa chắc đã là do các bạn kém, mà đơn giản là không phù hợp thôi. Để mà mình kể những cái trải nghiệm của mình đi phỏng vấn ở bên này thì cũng khá là nhiều. Không chỉ là mình phỏng vấn ở cái vị trí là dạy tiếng Đức, mà mình còn đi phỏng vấn để đi làm bồi, đi làm bán bánh, đi làm ở Zara. Thì tất nhiên là đi phỏng vấn ở những chỗ như cả làm ở Zara chẳng hạn ấy, người ta chỉ xem là mình có nói được tiếng Đức không, nghĩa là mình có hiểu được tiếng Đức không để mà người ta giao việc ấy. Chứ còn cũng không có cần cái gì hết. Người ta hỏi có kinh nghiệm không, mình bảo tôi chưa bao giờ tôi làm, nhưng tôi nghĩ là tôi làm được thôi, có cướp quần áo với cả xếp đồ có cái gì đâu. Đấy, thì người ta thấy mình nói được tiếng Đức, người ta nhận luôn. Còn khi mà đi làm bán bánh ấy, thì mình không được nhận. Bởi vì đúng thật là mình chả biết cái loại bánh mì ở đấy nó như thế nào. Rồi là khi mà gặp khách hàng mà mình phải giới thiệu người ta bánh ấy, thì mình không nhớ tên. Thế là thôi mình không được nhận. Mình thử một hôm thì người ta cho cuốn gói luôn. Và mình cũng sợ phát chết, mình tự cuốn gói. Người ta có nhận thì mình cũng chuồn rồi các bạn ạ. Bởi vì nhá, mình phải tính tiền. Khi mà làm bán hàng ở cái cửa hiệu hiệu bánh thì các bạn sẽ phải tính tiền. Khi mà người ta nói đến một cái tên bánh thì các bạn phải lấy được bánh cho người ta, đúng không? Thì cái hồi đấy mình mới sang, mình không biết các loại bánh mì ở đây, các cái tên bánh kẹp như nào mình cũng không biết tên. Rồi là mình lại phải tính tiền, mà mình nhìn thấy số là mình bị hoa mắt. Các bạn nào mà xem cái video về ô tô ở Đức ấy, mình nói số loạn cả lên mà mình cũng viết loạn cả lên luôn. Đấy là cái điểm yếu của mình nha các bạn. Ok, mình hơi lạc đề chút, quay lại nha. Khi mà các bạn biết là cái công ty nào mà các bạn muốn làm việc ấy, mà các bạn thấy là ở đấy người ta không hề đăng tuyển, hoặc là hạn tuyển dụng là đã qua rồi, các bạn vẫn cứ nộp cho mình. Bởi vì biết đâu đấy, trong cái thời gian đấy người ta lại vẫn đang cần người thì sao. Và mình vẫn luôn làm như vậy. Nghĩa là mình chỉ cần biết là công ty nào mình muốn vào làm là mình nộp thôi. Người ta hết tuyển rồi mình vẫn cứ nộp kệ thôi, mất gì của bọ, đúng không? Mình mà không nộp thì tự dưng mình sẽ tự đánh mất cái may mắn của mình. Cũng giống như kiểu các bạn mà đi thi mà phải chọn ABCD, cái nào đúng sai ấy. Các bạn mà không chọn thì các bạn tự trượt thôi. Còn nếu mà các bạn chọn một trong bốn cái thì các bạn mà may mắn là các bạn sẽ
ăn đúng một câu, đúng không? Còn nếu mà các bạn không đánh dấu thì các bạn mất cơ hội. Ok các bạn, that's fast. Hy vọng là cái video này đã giúp các bạn có một cái nhìn tích cực hơn về cái cơ hội làm việc ở Đức. Các bạn không cần thiết phải có tiếng Đức, các bạn chỉ cần có tiếng Anh thôi. Và hiển nhiên nếu các bạn biết nhiều ngôn ngữ thì đấy là một cái lợi thế của các bạn khi mà ở châu Âu, hay là khi mà ra nước ngoài, hay là ở những cái đất nước mà rất là multi-culti như thế này. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu các bạn nào mà chưa subscribe kênh của mình thì hãy subscribe, ấn vào cái nút đỏ ủng hộ mình nha, để chờ đón những cái video tiếp theo về cuộc sống của Đức hay là về học tiếng Đức. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. See you next time. Tschüss. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time stands strong. Lẽ là mình nên làm video thường xuyên hơn ở chỗ này, đẹp quá. Nhìn kiểu auto lên đẹp ấy. Kiểu auto lên một cái. Lên hình auto xịn. Hello các bạn, phần này là bonus thêm. Khoe các bạn luôn cái con drone DJI này của mình mới mua xong. Và kể một số những cái điều lưu ý nếu bạn nào muốn mua drone ở bên Đức. Em này thì chỉ có giá hơn 630 euro, tính ra là hơn 16 triệu. Mỗi lần đi du lịch ở đâu mà muốn có một cái bức tranh toàn cảnh của cả thành phố hay cả của một vùng núi rừng rất là đẹp mà mình không thể quay được, nên là mình đã quyết định mua cái em này. Và hôm nay mình sẽ đi thử nghiệm em nó. Em này là quay được 4K và mình có thể điều khiển bằng cái điện thoại của mình, rất là thuận tiện và dễ dàng, nhỏ gọn để mang đi du lịch. Video không mang tính quảng cáo nha. Em này có thể bay được đến 6 km liền. Ở bên Đức có cái luật là ai mà mua drone ấy là đều phải đăng ký ngay. Sau khi các bạn đăng ký xong và mở cái map bản đồ khi mà mình cho em ấy bay ấy, là nó sẽ giới hạn cái khu vực mà các bạn cho bay luôn. Ở trong cái khu vực mà người dân sinh sống ấy, thì mình vẫn được cho em drone này bay nếu em ý dưới trọng lượng là 250 gram. Và chẳng may thế nào cái con này của mình mua là có trọng lượng 249 gram các bạn ạ, nghĩa là sẽ không bị cấm. Bây giờ mình sẽ ra cái khu phố này thử cái drone xem có chất lượng như nào, rồi mình sẽ show cho các bạn xem. Và khi cho em ý bay thì không được cho bay vào cái khu nhà của người dân ở. Nghĩa là nhà ở bên này mà có vườn ấy, mà các bạn cho cái em drone chui vào trong vườn nhà người ta ấy, là các bạn sẽ bị phạt. Mỗi lần bị bắt thì các bạn sẽ phải nộp phạt 1.500. Ở bên này cái Datenschutz nó rất là nghiêm. Khi mà các bạn mua drone mà có trọng lượng hơn 250 gram thì các bạn sẽ phải cần đến Drohnenführerschein, nghĩa là bằng lái xe cho drone ấy các bạn. Đang quay dở thì một cô hàng xóm chạy ra nói là xin lỗi, dùng drone như này là bị cấm mình nhé. Thì cũng may là mình đã tìm hiểu từ trước rồi, nên là cái drone của mình nó được phép quay, nên mình cũng nói lại là drone của tôi dưới 250 gram nên vẫn được sử dụng bla bla bla. Không thì chắc có khi bà ấy gọi cảnh sát luôn rồi các bạn. Nên là nếu các bạn định mua một cái gì đó, các bạn nên tìm hiểu thông tin trước là cái đó có bị cấm hay không. Nếu không thì chẳng may các bạn sẽ gặp những cái con người rất là khó tính ở bên này, mà người ta sẽ gọi điện báo cảnh sát ở đằng sau lưng bạn ấy. Và khi cảnh sát đến thì hiển nhiên là các bạn sẽ phải nộp phạt rồi, không có thanh minh nha. Ok các bạn, lần này thì chào tạm biệt thật luôn nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. This is the next one. Tschüssi.